quý khán giả và bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, kết thúc năm cũ để bắt đầu cho một năm mới với nhiều kỳ vọng bình an, sung túc và phát đạt. Vậy là nhiều người thích chơi hoa kiển cũng tìm chọn cho mình những loại ý nghĩa nhất cho ngày Tết. Mấy hôm nay chúng tôi đã cập nhật liên tục không khí sản xuất của nông dân chuẩn bị rau, hoa kiển Tết và các loại cá khô. Tiếp tục với không khí này, những người thực hiện chương trình kính gửi đến bà con và quý khán giả thông tin nổi bật khác, hy vọng sẽ vừa thú vị và cũng vừa bổ ích cho việc sản xuất của bà con. Hàng trăm loại kiển thú bông trang chào xuân Kỷ Hợi độc nhất miền Tây. Hồng đá bonsai giá 1 tỷ đồng, hàng độc lạ đắt giá được đại gia săn đón. Lâm Đồng hiện có trên 200 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động. Sản xuất nông nghiệp sạch hướng đi tất yếu, nông dân Lâm Đồng đang vượt qua thách thức hướng đến đưa nông sản đến tay người tiêu dùng, chất lượng an toàn và đạt chuẩn xuất khẩu. Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ này thừa nhận hiện nay nhiều loại nông sản rớt giá thê thảm và đang ở mức thấp kỷ lục, trong đó những loại trái có múi là nạn nhân trong đợt mất giá này. Cụ thể thì bưởi da xanh loại 1 chỉ còn từ 32.000 cho đến 35.000 đồng một ký, loại 2 chỉ còn từ 20 cho đến 23.000 đồng một ký, thấp hơn 50% so với 2 tháng trước. Giá cam sành thì chỉ còn từ 3 cho đến 4.000 đồng một ký thôi và mức giá này thì thấp kỷ lục cho từ trước cho đến nay. Nguyên nhân chính là do thời tiết thuận lợi, sản lượng tăng so với năm trước. Cũng theo bộ này, vì sản lượng lớn và đầu ra hạn chế, mặt khác chỉ muốn thu lợi nhanh nhưng vườn trồng cam đã ép cho cây ra trái sớm chỉ sau hơn 1 năm trồng. Điều này khiến chất lượng bị hạn chế, còn cây thì nhiều sâu bệnh. Bưởi giảm giá là do trái không đạt chuẩn, thị trường Trung Quốc cũng có hàng nên hạn chế thu mua. Trong khi nhiều loại trái cây có múi ở miền Tây đang giảm giá, thì tiềm năng kinh tế từ giống cam mật không hạt của ông Phạm Văn Đảo ở ấp Tân Nhân, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ vẫn bán giá cao. Hàng năm thì ông Đảo thu lời hàng trăm triệu đồng từ giống cam này. Được biết thì ông Phạm Văn Đảo là người đầu tiên tại địa phương trồng và ươm giống hàng loạt cây cam mật không hạt phân phối cho người dân. Mời bà con và quý khán giả cùng tìm hiểu về giống cam mật không hạt ở Cần Thơ này. Được biết, năm 2014, ông Đảo mua khoảng 700 cây cam mật không hạt giống tại Trung tâm Giống Nông nghiệp thành phố Cần Thơ. Với diện tích 1 hectare, ông trồng được khoảng 630 gốc cam mật không hạt. Theo ông, ưu điểm của giống cam không hạt là trái to, mọng nước, vị ngọt thanh, vỏ dễ tách và hạn chế dịch bệnh. Đồng thời, giống cam này cũng có đầu ra ổn định nhờ thị trường ưa chuộng. Ông cho biết năm 2017, vườn cam của ông cho vụ trái đầu tiên và thu hoạch được khoảng 2 tấn trái, bán với giá 20.000 đồng một ký, thu lại khoảng 40 triệu đồng một hecta. Hiện tại ông cũng bán cây giống cho người dân muốn trồng giống cam không hạt này với giá là 30.000 đồng một nhánh chiếc. Ông cũng cho biết thêm nhiều trại giống đến thu mua đọt cam về ghép với giá là 700.000 đồng một ký. Trung bình mỗi năm ông thu nhập khoảng hơn 50 triệu đồng từ việc bán cây giống. Anh Minh Thiện, anh có nghe đến cái tên về loại hoa hoa mẫu đơn hay chưa? Hoa này còn có một cái tên dân dã khác đó chính là bông trang. Loại hoa này thì thường được dễ dàng bắt gặp ở miền Tây. Nhưng mà với bàn tay tài hoa, người nghệ nhân đã biến cây bông trang thành những loại kiển thú độc lạ có giá trị cao. Tôi định hỏi như vậy để xem anh Minh Thiện có nhớ hay là không thôi. Thật là hay bởi vì cộng tác viên đã có ghi nhận thực tế vườn kiển độc lạ của chị Nguyễn Kim Loan ở phường Thới An Đông của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Với sự sáng tạo của mình, dự kiến thì thị trường hoa kiển Tết năm nay, sản phẩm của chị sẽ được nhiều người biết đến. Chị Loan cho biết cây bông trang mặc dù dễ trồng, quả đỏ bắt mắt và nở quanh năm, nhưng không mang lại giá trị kinh tế. Bông này có rất nhiều loại, nhưng để tạo hình kiển thú đẹp, vợ chồng chị Loan quyết định chọn loại bông trang lá nhỏ, hoa đỏ vì nhẹ công chăm sóc, dễ dàng phủ kín khung. Mỗi chồi mọc ra đều có hoa nên chủ nhân sẽ không cần phải cắt tỉa nhiều mà cây vẫn giữ được hình dáng. Tại vì tôi thấy là cái cây bông trang này là nó có bông quanh năm, lúc nào trên thân cây nó cũng vẫn có bông mà cái lá nó cũng rất là đẹp. Bởi mình tạo lên cái hình con thú là lúc nào mình nhìn con cũng có sắc thái, nhìn nó đẹp. Còn theo các nghệ nhân tạo hình kiển, mỗi con vật đều có hình dáng và sắc thái riêng, từ dáng đứng, nằm, ngồi cho đến nét mặt cử chỉ.
Do đó muốn tạo hình sống động, đòi hỏi người thợ phải làm sao uốn nắn khung sắt thành hình mô phỏng con vật một cách mềm mại nhất. Cây bông trang lớn rất chậm, để tạo hình được thì cũng từ 3 đến 5 năm tuổi trở lên, nhưng chỉ tạo hình được một con thú nhỏ. Còn đối với thú lớn cao tầm 2m, dài 3m thì cây phải từ 13 đến 15 năm tuổi trở lên. Thời gian làm được một con thú lớn phải mất từ 3 đến 6 tháng. Hiện nay, vườn kiển thú bông trang của chị Loan đã có khoảng 200 loại thú lớn nhỏ, với giá bán từ vài trăm ngàn đồng đến hàng trăm triệu đồng. Theo chị Loan, bên cạnh những con thú làm sẵn để bán, thì đa số khách hàng đặt kiển thú theo phong thủy, con vật hợp tuổi để thuận lợi trong công việc làm ăn của gia chủ trong năm mới. Là loại cây mới xuất hiện trên thị trường nên hồng đá cảnh và hồng đá bonsai đang được nhiều người đặt mua về để chơi Tết Nguyên Đán. Dù giá của chúng lên tới hàng trăm triệu đồng một cây, thậm chí là có cây lên tới 1 tỷ đồng. Cây kiển bonsai mà 1 tỷ đồng chắc là rất là đẹp rồi. Mời bà con và quý khán giả cùng xem hồng đá bonsai có hình thù như thế nào mà giá lại đắt đỏ như vậy. Thị trường cây cảnh phục vụ Tết đã bắt đầu nhộn nhịp. Theo đó, nhiều khách đã xuống tận vườn để đặt mua những cây cảnh có dáng thế đẹp, độc đáo về chân Tết. Song, năm nay, ngoài mặt hàng chính là quốc cảnh, đào, lan các loại, trên thị trường còn xuất hiện một số loại cây cảnh mới lạ với giá vài chục triệu cho đến vài trăm triệu đồng mỗi cây. Những cây hồng đá bonsai này đang có mặt ở Lào Cai. Giá gốc rẻ nhất là 10 triệu đồng, cây đắt nhất có giá gần 900 triệu đồng. Còn lại trung bình giá từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mỗi cây. Những cây hồng loại thường cao tới vài mét, nhưng loại hồng đá này có gốc xù xì in hẳn chất thời gian, thân cây chỉ cao tầm 1 mét đến 1 mét rưỡi. Song, điều khiến cách chơi thích thú, vì trái hồng đá từ lúc kết trái đến lúc chín rụng kéo dài tới 8 tháng. Vào dịp Tết là thời điểm hồng chín đỏ đẹp nhất trên cây và thường phải sau Tết Nguyên Đán thì trái mới bắt đầu rụng. Điều đặc biệt và thu hút khách hàng thích thú dù giá có đắt đỏ là khi trái rụng hết thì cây lại bắt đầu ra hoa và kết trái luôn chứ không có thời gian nghỉ như là cây trồng thương phẩm. Một vài hình ảnh đẹp của hoa kiển chuẩn bị chào hàng Tết cho thấy năm nay hoa kiển tiếp tục đa dạng về chủng loại mẫu mã và ngày làm hoa kiển thì chưa bao giờ là lỗi thời. Bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Kính thưa bà con và quý khán giả, để xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả, nâng cao mức sống cho người dân, mang lại hiệu quả dài lâu, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp vận động bà con chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tùy vào thực tế ở mỗi địa phương mà bà con nông dân đã tham gia bằng những việc làm thiết thực như là góp kinh phí, hỗ trợ ngày công lao động, hiến đất, cùng chính quyền địa phương đôn đốc và kiểm tra chất lượng các công trình. Thống kê của Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng trong vòng 5 năm trở lại đây, người dân các địa phương trong tỉnh đã tự nguyện dỡ rào và hiến gần 800.000 m2 đất thổ cư, đất sản xuất của gia đình mà không lấy tiền đền bù. Ngoài ra, bà con còn đóng góp 164 tỷ đồng và gần 160.000 ngày công lao động để sửa chữa, làm mới trên 1.340 km đường giao thông nông thôn, nạo vét gần 950 km kênh mương thủy lợi, cải tạo và kiên cố hóa 222 cầu cổng thoát nước. Hình thành liên kết chuỗi sản xuất bền vững là ước mơ của ngành hàng nông nghiệp. Nông dân sản xuất được liên kết bao tiêu đầu ra thì người dân sẽ an tâm tập trung cho năng suất và sản lượng. Hiện nay thì các sản phẩm rau, hoa, cà phê, chè tiêu thụ theo hợp đồng mới đạt 1,8% đến hơn 17% trên tổng sản lượng thu hoạch. Để nâng cao tỷ lệ tiêu thụ ổn định các loại nông sản nêu trên, cần tập trung 6 giải pháp trọng tâm phối hợp triển khai từ nay đến năm 2020. Đó là bổ sung quy hoạch phù hợp với từng loại cây trồng, áp dụng đồng bộ kỹ thuật trong sản xuất, sơ chế, chế biến, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư liên kết lâu dài với nông dân, liên kết với các địa phương trong cả nước để phát triển thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu địa phương, khu vực và quốc gia, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và bảo hộ sở hữu trí tuệ trên từng sản phẩm đặc trưng. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 207 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 41 hợp tác xã so với năm 2017. Nhiều nhất là 100 hợp tác xã làm dịch vụ nông nghiệp. Ngoài ra, hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có 270 hợp tác xã với trên 6.800 tổ viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Các hợp tác xã hoạt động theo phương thức cùng nhau tham gia sản xuất một chủng loại sản phẩm, cùng tìm doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản, hỗ trợ giúp nhau dây vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Bên cạnh đó, gần 950 trang trại hoạt động hiệu quả. Thưa bà con và quý khán giả, an toàn thực phẩm là chủ đề nóng được toàn xã hội quan tâm. Nghiên cứu cho thấy những cơ chế nhiễm khuẩn qua đường thực phẩm đã gây nên những tác hại trực tiếp đến sức khỏe của con người. Trong lúc đó, những thực phẩm nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp sạch luôn được chú trọng. Một sản phẩm nông nghiệp bán ra được công nhận chuẩn sạch là khi nó thoát khỏi tư duy sản xuất truyền thống, không phun xịt nhiều thuốc hóa học. Tuy nhiên, quá trình sản xuất và liên kết tiêu thụ với các công nghiệp thì vẫn còn gặp nhiều thách thức khó khăn. Vậy, nông dân Lâm Đồng đã vượt qua điều này như thế nào để đưa thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn an toàn? Mời bà con và quý khán giả cùng xem phóng sự sau. Đến nay, Lâm Đồng có 971 nông hộ cơ sở sản xuất trồng trọt được cấp Việt Gáp. Trong đó, rau chiếm diện tích lớn nhất 1.550 ha, kế đến là cà phê, cây chè, gan trái. Hiện tỉnh có 15 tổ hợp tác với hơn 31.000 con heo được cấp chứng nhận Việt Gáp. Qua kiểm tra, tỉnh Lâm Đồng có đến hơn 99% nông sản đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nhưng việc phân biệt giữa nông sản Việt Gáp và nông sản thông thường chưa được phân định rõ. Hợp tác xã Hội Toàn là một trong những hợp tác xã có sản lượng nông sản tiêu thụ trong các siêu thị ổn định nhất của huyện Đức Trọng. Hiện đơn vị sản xuất rau củ trên diện tích 17 ha, mỗi ngày xuất ra thị trường khoảng 1 tấn rau củ quả, trong đó có 30% được tiêu thụ tại siêu thị Vincom. Sản lượng tiêu thụ thông qua hợp đồng với giá cao, ổn định trong siêu thị được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp với sự giám sát kỹ thuật của đơn vị thu mua. Tuy nhiên, ngoài sản lượng trên, hợp tác xã không dám mở rộng diện tích canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp bởi nếu bán theo thị trường tự do, giá cả của rau Việt Gáp và rau thông thường không có sự chênh lệch. Làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp tức là sử dụng phân bón thuốc trừ sâu đã khó mà sản lượng mình đã thấp xuống, mình nếu như cái đầu ra mình không ổn định là nông dân mình không làm lại trả được, là nông dân họ lỗ ngay. Hiện nay nông sản Việt Gáp chưa được định danh rõ ràng, cho nông dân cũng khó tiếp cận thông tin thị trường. Tuy nhiên vì xu hướng chung nên bà con đang tìm một phương thức sản xuất sạch gắn với đầu ra sản phẩm. Anh Hoàng Dư Long ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương sản xuất cà rốt nhiều năm nay vẫn đang hướng đến sản xuất Việt Gáp để nâng cao giá trị nông sản của mình. Bây giờ mình phải có ví dụ chính quyền địa phương rồi các cơ quan ban ngành để ý tới thì như làm Việt Gáp hay là có cái hội thảo nông dân như đó, các nhà nghiên cứu bên khoa học là nghiên cứu ra những cái loại thuốc mà sinh học. Thứ nhất là bảo vệ cho cái người tiêu dùng, thứ hai là cái người sản xuất, thứ ba là cái môi trường. Tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng xây dựng 40 chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Gia đình ông Trần Đức Độ là một trong những nông hộ có liên kết bao tiêu sản phẩm với một đơn vị chế biến cà phê tại địa phương. Gia đình ông đã được hỗ trợ về các điều kiện sản xuất, trong đó chú trọng sản xuất sạch, an toàn, giảm thiểu tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa học. Việc thu hoạch cà phê phải đạt độ chín trên 90% nhằm đảm bảo chất lượng cà phê nhân. Người nông dân là yên tâm trong quá trình sản xuất vì người ta đã ký kết được, bán được cái sản phẩm họ ổn định đối với hợp tác xã, với doanh nghiệp hoặc là các cái tổ hợp tác. Cái thứ hai là người nông dân có thể tính toán được thì giá trị khi mà bán sản phẩm cho hợp tác xã. Đối với doanh nghiệp và hợp tác xã thì người ta có thì mối liên kết chặt chẽ với người nông dân. Vì vậy cho nên họ liên tục là có cái sản phẩm, cái nguồn nguyên liệu là ổn định, lâu dài và họ không bị động. Khi người dân đã thay đổi cách sản xuất, thấy được lợi ích từ nông sản sạch, thì sự hỗ trợ công nghệ hiện đại cho bà con sẽ là đòn bẩy tốt nhất để các mô hình nông nghiệp hiệu quả. Trong đó, liên kết chuỗi giá trị bền vững từ sản xuất đến đầu ra giúp người tiêu dùng thật sự an tâm, tin tưởng hơn. Giá bán tự nhiên sẽ tăng cao, khẳng định được giá trị mặt hàng Việt Gáp và thông thường. Nông dân Lâm Đồng vẫn đang từng ngày vượt qua những khó khăn, thách thức để hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với các thông tin nông nghiệp hữu ích có chọn lọc, đặc biệt là thông tin cây con giống độc lạ, các mô hình sản xuất hiệu quả từ các vùng miền. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc là muốn tìm hiểu về những cây con giống, các mô hình sản xuất nào mà bà con thấy hay, muốn học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hãy liên hệ chúng tôi qua địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, điện thoại 0263 3829 930. Xin kính chào tạm biệt.